Trâm xin kính chào quý vị khán thính giả đến với chương trình Điểm tin trong ngày. Hôm nay thứ ba ngày 14 tháng 8 năm 2018, chương trình sự kiện quanh ta có những tin chính như sau. Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt kỷ niệm thành lập Tam Sa. Phiên xử sơ thẩm nhân hoạt động Lê Đình Lượng sẽ diễn ra vào ngày 16 tháng 8. Nam thanh niên tử vong bất thường sau khi làm việc với công an. Hàng trăm học viên cai nghiện ở Tiền Giang đã trốn trại vì bị bạo hành. Malaysia muốn hủy các dự án hạ tầng với Trung Quốc. Cùng nhiều phần tin khác, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết sau đây. Mở đầu là phần tin Việt Nam với tin liên quan đến chính trị. Trung Quốc tổ chức hàng loạt hoạt động kỷ niệm 6 năm thành lập cái gọi là thành phố Tam Sa, thuộc quần đảo Hoàng Sa, đã chiếm từ Việt Nam. Ngày 10 tháng 8 năm 2018, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao bà Lê Thị Thu Hằng đã yêu cầu Bắc Kinh chấm dứt các hoạt động này và tôn trọng chủ quyền của Việt Nam. Tam Sa được chính quyền Bắc Kinh nâng cấp thành thành phố vào ngày 24 tháng 7 năm 2012, nhằm quản lý và đẩy mạnh quân sự hóa các khu vực mà Trung Quốc đòi chủ quyền tại Biển Đông. Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao bà Lê Thị Thu Hằng, Việt Nam kiên quyết phản đối, yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay các hoạt động nêu trên, tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, thực hiện nghiêm túc các thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết các vấn đề trên biển giữa hai nước, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, cũng như tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông, DOC. Tiếp theo là tin dân chủ nhân quyền, người hoạt động xã hội và môi trường Lê Đình Lượng, vào sáng thứ Năm ngày 16 tháng 8 2018, theo dự kiến sẽ bị Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An đưa ra xét xử với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, theo Điều 79 của Bộ Luật Hình sự cũ. Phiên xử sơ thẩm ông Lê Đình Lượng lẽ ra diễn ra vào ngày 30 tháng 7, nhưng bị hoãn do lúc đó luật sư ông Đặng Đình Mạnh bị bận việc, không thể dự tòa. Vào chiều ngày 13 tháng 8, luật sư Đặng Đình Mạnh nói với Đài Á Châu Tự Do, hôm thứ Năm tuần rồi, tôi có đến làm việc và họ thông báo sẽ đưa ra xử vào ngày thứ Năm tuần này. Đây là lần thứ hai, nếu tôi không có mặt thì họ vẫn xử. Ông Lê Đình Lượng được nhiều người biết đến trong vai trò một nhà hoạt động đấu tranh về môi trường trong vụ nhà máy thép Formosa xả thải hóa chất độc hại ra biển miền Trung, gây thảm họa hải sản chết hàng loạt, cũng như tình trạng tham nhũng cử quyền tại địa phương. Một số hoạt động của ông đã bị cơ quan an ninh cho rằng gây nguy hại đối với chế độ nên đã bắt và khởi tố ông. Ông Lê Đình Lượng năm nay 52 tuổi bị bắt vào tháng 7 năm ngoái. Cũng liên quan đến tin dân chủ nhân quyền, phiên tòa sơ thẩm xét xử ông Nguyễn Trung Trực, phát ngôn nhân miền Trung của Hội Anh Em Dân Chủ, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 17 tháng 8 năm 2018 tới đây tại Quảng Bình, sẽ bị hoãn lại. Theo thông tin trên trang cá nhân của luật sư Nguyễn Văn Miến cho biết, các luật sư bào chữa cho ông Nguyễn Trung Trực nhận được thông báo từ chủ tọa phiên tòa rằng phiên tòa sẽ xử sơ thẩm của ông Trực bị hoãn và dời lại sau một tháng. Theo cáo trạng của Viện Kiểm soát Nhân dân tỉnh Quảng Bình vào ngày 5 tháng 7 năm 2018, Nguyễn Trung Trực ngụ tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình bị bắt vào ngày 4 tháng 8 năm 2017 về hành vi tham gia Hội Anh Em Dân Chủ là phát ngôn nhân, trưởng ban đào tạo, trưởng ban bầu cử đại hội 2, trực tiếp điều hành việc sửa đổi, hoàn thiện điều lệ hoạt động của hội, điều hành việc hoàn thiện các dự án của hội, tự ứng cử và được bầu giữ chức vụ trưởng ban đại diện của Hội Anh Em Dân Chủ miền Trung. Nhà hoạt động Nguyễn Trung Trực bị truy tố về hành vi vi phạm khoản 1 điều 79 của Bộ Luật Hình sự năm 1999. Hội Anh Em Dân Chủ là một tổ chức xã hội dân sự do luật sư Nguyễn Văn Đài sáng lập. Quan điểm của hội là lấy nền kinh tế tư nhân làm nền tảng, xây dựng chế độ chính trị dân chủ đa đảng với hệ thống tam quyền phân lập. Chuyển sang tin công an hành dân. Sau khi làm việc với cảnh sát giao thông tại đồn công an thuộc phường Trường Lạc, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ, thì anh Nguyễn Chí Hiếu than đau bụng và tử vong sau 3 ngày. Theo người thân của anh Hiếu cho biết, vào khoảng 5 giờ sáng ngày 10 tháng 8, anh Hiếu gọi điện về cho một người bạn là tên Trường Văn Có, báo tin xe bị cảnh sát giao thông quận Ô Môn giữ từ tối hôm trước và nhờ đến khu vực ngã tư thuộc địa phận phường Phước Thới, quận Ô Môn để trở về nhà.
gặp anh có. Anh Hiếu than đau bụng và nhờ trở về nhà tại khu vực phường Trà Nóc, quận Bình Thủy nằm nghỉ. Đến trưa cùng ngày, anh có tiếp tục nhận được cuộc điện thoại của anh Hiếu nhờ trở đi bệnh viện. Khoảng 6 giờ chiều cùng ngày, anh Hiếu được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đưa vào mổ cấp cứu. Anh Hiếu được chẩn đoán bị viêm phúc mạc cấp, sốc nhiễm khuẩn, bị người khác đánh đập. Hậu phẫu ngày 2 vỡ tá tràng, suy đa cơ quan. Anh Hiếu được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ để tiếp tục chạy thận. Đến khoảng 3 giờ 20 phút sáng ngày 13 tháng 8, anh Hiếu tử vong. Anh Trương Văn Có cho biết, trong lúc chở Hiếu có nói đêm trước ngủ lại trụ sở cảnh sát và có người đã đánh anh. Hiện gia đình nạn nhân đã có đơn gửi công an quận Ô Môn điều tra làm rõ cái chết của anh Hiếu. Tiếp theo là tin liên quan đến xã hội. Khoảng 224 người cai nghiện tại trung tâm cai nghiện ma túy ở huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang đã phá trại bỏ trốn vào sáng thứ Bảy 11 tháng 8 vừa qua. Sau khi bị bắt lại, một số người cai nghiện khai với công an rằng nhân viên trại cai nghiện thường xuyên đánh đập họ vì những vi phạm nhỏ. Báo mạng VN Express những lời một người cai nghiện không nêu danh tính nói với công an rằng họ đã phải làm việc 8 tiếng một ngày rất mệt nhọc. Nhưng nếu họ vi phạm những lỗi lầm dù là nhỏ nhất, như không xếp lại chăn mền ngay ngắn, họ cũng bị đánh đập và phạt quỳ gối trong 3 tiếng đồng hồ. Và nếu quỳ không thẳng lưng, người cai nghiện có thể bị hành hạ thêm. Ông Nguyễn Xuân Lập, Cục trưởng Cục Phòng chống tệ nạn xã hội thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Việt Nam, nói với báo chí rằng những khiếu nại này của người cai nghiện sẽ phải được điều tra. Tin cho hay đến nay, hầu hết người cai nghiện đã trở về trại, chỉ còn 18 người còn ở bên ngoài. Phương pháp cai nghiện được các giới chức thuộc Bộ Lao động Việt Nam trên toàn quốc áp dụng là trị liệu bằng lao động. Nhiều người chỉ trích rằng các chương trình cai nghiện này mang tính cưỡng bách và không gì khác hơn là một hình thức lao động khổ sai. Cũng liên quan đến tin xã hội, vào chiều thứ Sáu ngày 10 tháng 8, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới đã tổ chức lễ khánh thành tượng đài Fidel Castro trong vườn hoa phía trước bệnh viện. Theo báo Dân Trí, bức tượng chân dung là dự án của Hội Hữu nghị Việt Nam Cuba hợp tác với nhà điêu khắc Lê Đình Quỳ. Vườn hoa này vốn được xây dựng bằng tiền đóng góp của các y bác sĩ, nhân viên bệnh viện, các tổ chức và các cá nhân ở Quảng Bình với tổng kinh phí trên 22.000 Mỹ Kim. Không rõ chi phí cho riêng tượng đài Fidel Castro là bao nhiêu và từ những nguồn nào. Trong một chuyến thăm Việt Nam vào năm 1973, ông Castro đã đề ra ý tưởng xây bệnh viện này nhằm phục vụ các quân nhân miền Bắc bị thương trong chiến trường ở miền Nam. Phía Cuba đã cung cấp tất cả những vật liệu và trang thiết bị cho bệnh viện. Được biết, dự án xây dựng tượng đài Fidel Castro còn có sự cố vấn của Tòa đại sứ Cuba tại Việt Nam. Không rõ Tòa đại sứ có ngăn cản phía Việt Nam xây dựng tượng đài hay không, bởi vì chính Fidel Castro đã để lại chúc thư yêu cầu không dựng tượng của ông tại Cuba. Ý của lãnh tụ kháng chiến này là ngăn ngừa tệ sùng bái cá nhân thường thấy trong các nước độc tài cộng sản. Và việc làm này đã đi ngược với nguyện vọng trước khi chết của lãnh tụ Cuba Fidel Castro. Vừa rồi là phần tin Việt Nam. Tiếp theo là phần tin quốc tế. Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad cho biết Malaysia sẽ hủy bỏ một số dự án cơ sở hạ tầng có vốn đầu tư trị giá hàng tỷ đô la được ký với Trung Quốc dưới thời người tiền nhiệm của ông là Thủ tướng Najib Razak. Ông Mahathir nói như vậy vào ngày 13 tháng 8 trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn IP, chỉ vài ngày trước khi ông lên đường sang thăm Trung Quốc, lần đầu tiên kể từ khi ông lên nắm quyền 3 tháng trước. Các dự án được nói tới là dự án đường ống dẫn khí và tuyến đường sắt dọc bờ biển miền đông của Malaysia. Thủ tướng Malaysia đã nói lý do ông muốn bỏ các dự án này vì chúng không cần thiết. Nhà lãnh đạo 93 tuổi cho biết ông muốn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Trung Quốc và sẵn sàng chào đón đầu tư từ Hoa Lục, nhưng với điều kiện là các dự án đó phải có lợi cho Malaysia. Dưới thời của Thủ tướng Najib, Malaysia thân với Trung Quốc hơn. Trung Quốc cũng coi Malaysia là một phần quan trọng trong dự án vành đai con đường mà nước này đã đưa ra. Ông Najib đã ký thỏa thuận với Trung Quốc về hai dự án đường sắt
và đường ống dẫn khí do các công ty quốc doanh của Trung Quốc xây dựng vào năm 2016 với trị giá lên đến hơn 22 tỷ đô la. Một phần trong số tiền này đã được trả cho Trung Quốc và Malaysia không thể lấy lại. Cũng trong cuộc phỏng vấn, người đứng đầu chính phủ Kuala Lumpur còn kêu gọi Trung Quốc phải tôn trọng tự do hàng hải trên khu vực Biển Đông. Vùng biển mà Hoa Lục và nhiều quốc gia Đông Nam Á, bao gồm cả Malaysia, đang có những tranh chấp. Cũng liên quan đến tin quốc tế, hai miền Triều Tiên tiếp tục có những bước tiến quan trọng trong việc xích lại gần nhau. AFP dẫn nguồn tin của Yonhap cho biết, vào ngày 13 tháng 8 2018, hai miền Triều Tiên đã có quyết định tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018. Hãng tin từ Hàn Quốc dẫn một thông cáo chung giữa Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên cho biết, quyết định trên đã được đưa ra bên lề các cuộc đàm phán đang diễn ra trong khu phi quân sự. Tuy nhiên, ngày giờ của cuộc gặp thượng đỉnh chưa được ấn định. Vào tháng 4 năm 2018, hai miền Triều Tiên đã có bước xích lại gần nhau hơn, mang tính lịch sử. Với cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Hàn Quốc ông Moon Jae-in và Chủ tịch Bắc Triều Tiên ông Kim Jong-un tại bàn môn điếm trong khu phi quân sự giữa hai nước. Từ đầu năm đến nay, hai miền Triều Tiên đã có những bước đi ngoạn mục xích lại gần nhau về nhiều mặt. Tuy vậy, các lệnh trừng phạt của quốc tế với Bình Nhưỡng dường như vẫn là rào cản lớn để hai nước có những hợp tác phát triển kinh tế. Trong khi quan hệ Nam Bắc Triều Tiên có những tiến triển tích cực, thì một không khí dè chừng, nghi kỵ lẫn nhau vẫn còn rõ nét giữa Bình Nhưỡng và Washington. Xung quanh những tiến trình giải trừ hạt nhân Bắc Triều Tiên đã được cam kết trong cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Donald Trump và ông Kim Jong-un vào ngày 12 tháng 6 tại Singapore. Bình Nhưỡng tố cáo Washington đòi hỏi đơn phương theo kiểu gangster, còn Washington tiếp tục hối thúc cộng đồng quốc tế thắt chặt những trừng phạt về Bình Nhưỡng. Nếu thượng đỉnh liên triều diễn ra như dự định, đây sẽ là dịp để lãnh đạo hai miền thúc đẩy việc ký kết một hiệp định hòa bình, chấm dứt chính thức tình trạng chiến tranh giữa hai miền. Tuy nhiên, hôm nay đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Harry Harris bình luận là còn quá sớm để có một hiệp định hòa bình như vậy. Tiếp theo là chuyên mục bình luận thời sự. Trong chương trình hôm nay, Phương Trâm xin gửi đến quý vị bài viết của tác giả Đỗ Duy Ngọc với nhan đề Chiếc vé lên tàu. Bài viết được đăng trên trang cá nhân của tác giả vào ngày 13 tháng 8. Mời quý vị cùng theo dõi. Cầm chiếc vé của tuyến đường sắt trên cao Hà Đông - Cát Linh, người Việt Nam nào còn ưu tư với vận mệnh đều cảm thấy căm phẫn và bị sỉ nhục. Một tuyến đường vừa giá quá cao phi thực tế, vừa thiếu thẩm mỹ, công nghệ thì lạc hậu, kéo dài thời gian xây dựng và lại đã có lúc phô ra cái lối trịch thượng, coi thường Việt Nam thông qua các bảng hiệu chỉ dẫn toàn chữ tàu với chữ Việt nhỏ hơn ở phía dưới. Sự việc lùm xùm này rồi cũng rơi vào im lặng. Bây giờ, tàu bắt đầu vận hành chạy thử lại lòi ra cái vé lên tàu. Tuyến đường xây dựng trên đất Việt để phục vụ người Việt, dù anh có cho vay tiền, thực hiện theo công nghệ của anh, thì anh cũng chỉ là kẻ làm thuê cho đất Việt. Người Việt là chủ của công trình này, dù phải chấp nhận những thua thiệt bởi thói gian manh ngàn đời của thành bản chất của Trung Hoa. Người Việt vẫn là chủ nhân của công trình, đó là sự thật không thể chối cãi. Cái vé lên tàu bé tí toàn chữ tàu trên và chữ Việt phía dưới, nhỏ hơn. Cầm cái vé lên tàu, ta có cảm tưởng đang di chuyển trên đất Trung Hoa và ta là du khách. Người Trung Quốc đã thể hiện tư tưởng Đại Hán ngay trong chiếc vé cỏn con này. Họ xem thường chúng ta và những người Việt có lương tri cảm thấy bị sỉ nhục khi cầm trên tay chiếc vé này. Họ làm chủ đất nước này từ bao giờ? Kiếm được khối tiền từ dự án này rồi lại trở thành chủ nhân của công trình này sao? Việt Nam là chủ công trình, có lãnh đạo là người Việt. Nhưng họ đang ở đâu? Họ lãnh lương, chia chác bổng lộc từ dự án, nhưng nhắm mắt làm ngơ, ngậm miệng ăn tiền, trở thành tay sai của những nhà thầu Trung Quốc. Khi xảy ra sự việc đều trả lời rất tiếc, sẽ khắc phục. Đều là những lời ngụy biện. Kẻ làm chủ trở thành tay sai đắc lực cho kẻ làm thuê. Chuyện tréo ngoe chỉ có trong hàng ngũ quan chức Việt. Bất cứ tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, nước ngoài nào hoạt động làm ăn trên đất Việt thì cũng phải chấp hành luật pháp Việt Nam. Cái vé tàu bé xíu ấy, nhưng nó thể hiện chủ quyền của một quốc gia.
Chúng ung dung ra vào đất nước này với thái độ nghênh ngang và ngạo ngược. Chúng xem đất nước này như một tỉnh tự trị của chúng. Chúng đổ bao thứ độc hại vào mâm cơm của người Việt. Chúng lèo lái, nhúng tay vào đường lối chính trị của quốc gia. Chúng lũng đoạn kinh tế. Đó là những việc lớn, ai cũng thấy. Nhưng chúng cũng không từ bỏ những việc nhỏ để chứng tỏ âm mưu của chúng. Chiếc vẽ này là một minh chứng. Là người Việt, chúng ta phải có thái độ rõ ràng với việc này. Phải biết lòng tự trọng bị xúc phạm, phải thấy chủ quyền của đất nước đang bị xâm phạm để có cách hành xử với lục bá quyền này. Không thể chấp nhận những cách thức ngạo ngược, coi thường dân Việt như thế này. Hỡi những tên đang nhắm mắt nhận tiền để trở thành công cụ trong tay chúng, các người phải học để biết nhục, phải biết xấu hổ khi đứng trước cháu con, phải biết ngẩng đầu vì mình đang là chủ kia mà. Sao lại để chúng lộng quyền đến thế? Từ chiếc vé lên tàu, ta thấy rõ một đám người có quyền lực, nhưng hèn hạ và can tâm làm căng rối như thế nào. Ai đang là chủ của mảnh đất này? Âm mưu của lũ bá quyền thì thâm hiểm và chẳng lúc nào ngừng. Nhưng những người Việt liên quan thì thờ ơ, vô cảm, tắc trách trong công việc được giao phó. Từ đó trong suy nghĩ lại có lo âu, đất nước này sẽ đi về đâu? Không lẽ trong tương lai, mỗi người dân Việt phải trang bị cho mình thêm một ngôn ngữ là tiếng tàu? Buồn và căm phẫn. Chuyên mục bình luận xã hội vừa rồi đã kết thúc chương trình sự kiện Quanh Ta hôm nay. Chương trình sự kiện Quanh Ta sẽ được phát trên trang Tin Mừng cho Người Nghèo mỗi ngày trong tuần, từ thứ Hai đến thứ Sáu vào lúc 21 giờ. Phương Trâm xin cảm ơn quý vị. Xin kính chúc quý vị và gia đình một ngày 24 giờ vui vẻ và an lành. Xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.